En rayo, tia, tia chớp. En rayo. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là En rayo del sol, tia nắng. En rayo del sol. Mình có cái câu là Ni un rayo del sol. Không có một cái tia nắng nào cả. Ở đây nói là không có một cái tia hy vọng nào hết. Ni un rayo del sol. La senda, tế bào. La senda. Nhưng mà cũng có nghĩa là phòng giam nữa nha. La senda, tế bào, phòng giam. En patio, sân sau. Sân sau của một cái nhà. En patio. Chẳng hạn như mình có cái câu là Todas las sendas cerradas. Nadie sale ni al patio. Tất cả những cái phòng giam là bị đóng cửa lại hết. Cerrar, đóng cửa lại. Cerrada, cerrado là bị đóng cửa ha. Ở đây nó dùng như một tính từ bổ nghĩa cho cái trại giam, những cái trại giam, những cái giống cái số nhiều. Những cái cô ấy cerradas, bị đóng lại. Không ai. Salir, nguyên mẫu là rời đi. Ở đây là dùng cho ngôi anh ấy, cô ấy, quý bạn, nó là sale. Không ai rời đi. Hoặc là cũng không ai ra cái sân sau hết. Todas las sendas cerradas, nadie sale y ni al patio. Tất cả các phòng giam bị đóng cửa lại, không ai được ra ngoài mà cũng không ai được ra sân sau hết. Todas las sendas cerradas, nadie sale ni al patio. Caer, nguyên mẫu là thất thủ, rơi, rớt. Caer. Chẳng hạn như mình có cái câu là Panama cae uno cinco frente a Estados Unidos y dice adiós a Qatar 2022. Panama, cô ấy thất thủ, cô ấy rớt, cô ấy rơi. Caer dùng cho hiện tại đơn với ngôi cô ấy, ngôi thứ ba nó sẽ là cae. Thất thủ một năm trước Mỹ, Estados Unidos, Mỹ. Và cô ấy nói tạm biệt. Decir là nói ha. Cô ấy nói, Panama nói là dice. Adios, sự tạm biệt. Đến đối với Qatar 2022, nghĩa là World Cup tổ chức ở Qatar vào năm 2022. Panama. Cae uno cinco frente a Estados Unidos y dice adios a Qatar 2022. En remate, cuộc bán đấu giá mà cũng có nghĩa là cú sút. En remate, en portería, khung thành. En portería. Chẳng hạn như mình có cái câu là con un remate del capitán de Aníbal Godoy de cabeza colocó el balón en portería contraria dejando al juego 1-5. Với một cái cú sút của cái đội trưởng tên là Aníbal Godoy, cái đầu của Loco, cái đầu đã đặt vị trí trái bóng vào khung thành đối diện để chốt cái cuộc chơi ở tỷ số 1-5. Với cú sút của cái đội trưởng Aníbal Godoy, cái người mà họ đánh đầu, dùng cái đầu để mà đánh cái quả bóng vào khung thành đối diện để mà chốt cái tỷ số là 1-5. Con un remate del capitán de Aníbal Godoy de cabeza colocó el balón en portería contraria dejando al juego 1-5.